đến trận đấu Triệu Văn Grand Legion. Trận đấu thì bên phe đối thủ sẽ có Leandro Adrian và Joker đi Adrian và Sam L đi support. Và Roxy đi top. Mình ra đi đường mất. Bên đội đội bên mình có Mina. Đi ra sức bỏ Ali và Ban Ali. Còn tớp là Ali Mít là đi về. Mình giữ lớn trận này sẽ bên mình sẽ làm sao thắng. Nói chung là
chết một mẹ con hay là mẹ con nhắc lại đi đúng rồi nhắc lại đi nha ta cơm mát mà
là một văn bản. Chơi với nước màu hoặc bán cầu bán vẫn còn không?